Hello, xin chào mọi người. Mình đã chính thức chuyển sang Sony rồi. Và trong video trước thì mình có chia sẻ với mọi người là vì sao mình chuyển sang Sony đúng không? Thì bây giờ mình sẽ unbox cái Sony A7C2 này nhá. Đây là cái hộp của nó. Thực ra buổi chiều mình đã unbox rồi và trong bóc của nó thì cũng không có nhiều lắm. Bên Sony còn làm tiết kiệm hơn Fuji. Cái bảo hành này. Cái máy mình là máy mua hàng xách tay nên là nó sẽ rẻ hơn khá nhiều so với cả cái hàng chính hãng. Nếu mà người mua hàng chính hãng nó sẽ đắt hơn tầm khoảng 4 triệu, loanh quanh khoảng 4 triệu, đắt hơn 4 triệu. Còn mình mua cả len cả máy thì nó hàng xách tay thì nó sẽ rẻ hơn khá khá. Trong bóc thì sẽ không có gì ngoài một cái dây, và đây là nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay. Đó. Ok chưa? Body thì mình mua mới, còn cái len thì mình mua cũ. Mua len line new thì nó sẽ rẻ hơn được chắc tầm khoảng 5 triệu, 6 triệu gì ạ. Thì nói chung là cũng khá là ok, khuyên là mọi người nên mua cũ vì cái len này thực sự mình thấy nó hơi đắt so với cái những cái len khác, cái giải tiêu cự nó xa hơn ấy, thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà một là cái len này mình chọn là vì nó gọn, thực ra mọi người nhìn thấy không, nó cũng không gọn lắm. Nếu mà so với những cái máy crop ấy, thì so với những máy full frame ấy, thì nó khá là gọn rồi, nhưng mà so với những cái dòng crop trước đây mà mình đã dùng thì là nó khá là to. Thực ra mình cũng chưa phải không phải là mình chưa dùng full frame bao giờ, nhưng mà sau rất nhiều năm mình dùng crop rồi chuyển sang full frame cảm thấy là hơi bị ngợp vì là nó len hơi bị to ấy. Máy thì có thể là vẫn khá nhỏ nhưng mà len thì hơi to. Thế nhưng mà nói chung là ok. Cái len này thì nó len chất lượng cao nên nó phải chấp nhận là len nó to thôi. Bây giờ mình sẽ setup nha. Nó đang nói mọi người ạ. Mình sẽ setup nhanh nhá. Nó sẽ bắt mình down cái app Creator này. Đây, bây giờ mình sẽ down cái app đấy về nhá. Mình mua một con trợ lý ảo về à? Nó nói từ chiều đến giờ mình cũng chưa hiểu nó nói cái gì. Bắt là kết nối lần đầu tiên. Bây giờ sẽ ấn kết nối với cái máy anh. Đây thì máy thì cũng đang có giao diện là chờ kết nối nhá. Ok, bây giờ thì nó đã setup xong và mình đã có thể dùng được máy ảnh rồi. Wow. Mọi người nghe thấy không? Nó lấy nét nhanh nhanh phải gọi là kinh hồn luôn. Mọi người nghe không? Nhanh kinh hồn và rất là chuẩn luôn. Nói chung là cũng ok phết đấy. Mình sẽ test và mình chia sẻ mọi người cảm nhận của mình về cái con máy này sau một thời gian sử dụng. Cảm quan đầu tiên của con máy này với mình là nó hơi nặng so với những máy crop trước mình dùng. Chắc là nó nặng bằng cái con Fuji XF 18 1.4 của mình, thì thành ra là mình cầm mình thấy không nặng hơn nhiều đâu, nhưng mà cái cảm giác là nó to hơn thôi, và cảm giác nó hơi chúi đầu ấy. Thì chắc là do cái thấu kính này nó nặng cái thấu kính về đằng trước nên là cảm giác nó hơi chúi đầu. Và cái thứ hai nữa đó là cái màn hình thì mình thấy là nó xấu hơn cái con Fuji khá là nhiều. Thực ra là xác định trước rồi nhưng mà mình vẫn hơi không thích lắm vì là màn hình của nó không đẹp bằng con Fuji. Thế là lúc mà 100% mà nhìn ấy thì nó sẽ không thích như con Fuji. Sao thỉnh thoảng máy nó cứ nói nhỉ? Nó đang dạy mình chụp ảnh à? Vừa rồi mình unbox cho mọi người con Sony A7C2 này. Chung là cũng ok. Chắc là mình chụp một thời gian mình sẽ quen lại thôi. Chứ mình dùng Fuji hơi bị lâu nên thành ra mình chưa quen với Sony lắm. Nhưng nói chung là cảm giác của mình là một cái máy nó khá là cầm mà khá là chắc chắn. Cảm giác cầm rất là xịn. Thực ra thì trước khi mà định mua con A7C này thì mình đã định thử Lumix rồi. Thế nhưng mà Lumix thì nó ít cộng đồng, nó ít quá. Thành ra là đồ đạc nó cũng hơi hơi ít ấy. Chọn đồ nó cũng khó, với cả len zoom mà nó nhỏ gọn như thế này thì lại cũng không có đấy cơ. Len zoom của Lumix thì cũng nhiều và xịn nhưng mà nó lại không có cái len mà nó nhỏ nhỏ gọn như này. Body thì nó còn S9 mới ra ấy là gọn, nhưng mà nó lại không có cái con len nào ấy zoom mà lại gọn như này cả. Theo mình tìm hiểu nhá. Giờ mình cũng chưa tìm hiểu nhiều Lumix nhưng khả năng là hình như chưa có. Mình rất thì chưa thấy có con nào len nó nhỏ như này cả. Chủ yếu là những cái len mà 2470 Pro thì dòng đấy là một là đắt, hai là nó rất là to luôn, cầm đi chắc oải luôn. Con này cầm đi cũng chắc là cũng oải rồi đấy, cũng to phết đấy. Con này cũng vừa nhỏ nhỏ thế này thôi mà Quỳnh cũng đang thấy hơi to. Thì không biết mấy cái con Lumix thì nó sẽ như nào. Ok, để mình sẽ quay lại với cả video mà chia sẻ với mọi người con này sau trải một thời gian trải nghiệm nhé. Cảm ơn mọi người xem hết video, hẹn lại video sau. Bye bye.